Xin chào bác. Bác thấy có đẹp mà. Đây là hoa tường vi này các bác nhá. Đấy, hoa tường vi màu hồng này rất là đẹp này. Đó, rất là sai hoa. Đây nó nhiều hoa, có nó nặng, có nó chĩu hết xuống này. Tí nữa phải cắt bớt nó đi, không nó nặng quá. Đó. Các bác nhìn thấy cành nào cũng có hoa rất là nhiều rồi. Đó. Rất là sai. Đây. Đây các bác nhìn nụ này. Hoa tường vi này thì ngoài màu hồng này ra thì nó còn có màu đỏ, màu tím, màu trắng, nó có nhiều màu khác nữa các bác. Đây hoa rất là thích này. Dạng hoa chùm. Và cây này rất là dễ trồng thôi, các bác trồng nó lên thôi. Sai quá, nó chịu hết cảnh rồi, tí nữa em phải cắt bớt đi, không nó gãy mất. Đó. Cây nào cũng rất là nhiều hoa. Em trồng ở trên cái bên trên là cái chậu xi măng rồi, nhưng mà em lại trồng lên cái túi bầu đen này. Để vài bữa nữa em muốn di chuyển đi chỗ khác thì em chỉ việc xách cái túi bầu này đi thôi. Còn dưới này chẳng qua là để cho nó cỏ nó khỏi mọc thôi. Cái chậu xi măng này để cho nó cỏ nó khỏi mọc ấy. Thì cái túi bầu này thì bên em có rất nhiều kích thước này. Bác nào có nhu cầu mà cần cái túi bầu màu đen ấy. Cái túi bầu đây, cái túi bầu màu đen này. Để về các bác trồng hoa hoặc là ươm hoa thì các bác alo em. Em có nhiều kích thước lắm. Từ cái kích thước nhỏ nhất là rộng 8 cm và kích thước to nhất là rộng 34 cm miệng nhá, đường kính miệng nhá. Như cái kích thước em đang trồng này, cái kích thước này là rộng 30, 34 nó to hơn chút xíu nữa. Thì bác nào có nhu cầu mua cái túi bầu này để về trồng hoa thì alo em, số điện thoại là 0375 524 180, số điện thoại em dùng ở Zalo nhá các bác nhá. Đây rất là sai hoa này, hoa chịu hết đúng không ạ? Đó. Hoa tường vi các bác. Đây, cảnh này rất là sai này. Đó. Đây cảnh này nó chịu hẳn xuống rồi, muốn gãy rồi, tí em phải cắt bớt đi. Cái túi bầu rất là rẻ thôi, túi bầu bên em thì giá lẻ là 60.000 một cân, 1 kg đấy ạ. Còn các bác mua từ 10 cân trở lên thì chỉ còn 55.000 một cân thôi. Và mua từ 20 cân trở lên thì còn 50.000 một cân thôi. Và miễn phí vận chuyển. Từ 3 kg là miễn phí vận chuyển rồi các bác nhé. Nên các bác không phải lo thêm phí gì nữa, chỉ mất vòng vậy tiền thôi. Thì em sẽ gửi ship tận nhà cho các bác. Các bác cứ gọi em 0375 524 180 hoặc các bác nhắn tin Zalo cho em cho số đấy đều được. Ok, xin chào các bác.